Hello anh em, nay mình sẽ giới thiệu với anh em một con máy hàng IGBT của hãng Ecos nha anh em. Có mã là MMA-200F. Thì con này á thì dành cho anh em nào dùng công trình cũng ok nha anh em, vì con này mình hàng tới quay 4 lần. Còn quay 3, quay 32 hay là quay 26 thì anh em hàng mạch nghỉ là mạch nghỉ thôi. Còn quay 4 thì anh em hàng tầm khoảng liên tục tầm khoảng 20 quay trở lại là ok nha anh em. Thì theo máy á, nó sẽ tặng kèm một cái búa gọi sỉ, một cái dây hàng 16 ly dài 2 mét, còn một cái kẹp mát thì cũng là 16 ly dài 2 mét nha anh em, và một cái mặt nạ. Thì anh em nhìn đây, hãng có báo là máy dùng từ quay hàng từ 1.6 đến quay hàng 4 nha anh em. Đây thì dây thì được làm bằng màu xanh nha anh em, có in logo và có thông số phía trên này, đúng là 16 ly nha anh em. Có dây hàng cũng như thế nha anh em. Có tặng kèm một cái dây đeo. Cái dây đeo này á thì anh em móc một đầu ở bên này, một đầu bên này đó, là anh em đeo lên được. Còn không thì anh em có cái tay cầm đây, anh em cầm lên tay này luôn. Đây là một cái mặt nạ nha anh em. Thì nó sẽ có tặng thêm một cái miếng kính hàng luôn ở trong này. Mình lấy cho anh em xem. Đây có một cái kính hàng. Thì anh em bỏ vào đây nha anh em. Và một cái bọc tay cầm nha anh em. Và một cái búa gõ sỉ nha anh em. Đây, máy rất là nhỏ gọn. Để mình đo thử chiều dài và chiều ngang cho anh em xem. Thì anh em nhìn chiều dài nó hơn một con tay, còn chiều ngang thì nó khá là nhỏ. Đây, chiều dài của nó là 29 cm, chiều ngang là 12 cm nha anh em. Phía sau á là cái dây nguồn và một cái công tắc tắt bật. Thì dưới này là một cái cánh quạt đổ thông gió nha anh em. Ở đây cũng có một cái chỗ tỏa nhiệt nha anh em. Phía trước này á thì sẽ có một cái nấm điều chỉnh dòng nha anh em. Dòng tối đa là dòng 200. Và có một cái đèn cảnh báo nhiệt độ. Khi nào nhiệt độ quá tải á, nhiệt độ trong này nó nóng quá tải, nóng quá thì nó đèn này nó sẽ sáng nha anh em. Còn đây là cái đồng hồ led chỉ hiển thị số dòng. Và đây là chỗ mình gắn cái dây mát và dây hàng nha anh em. Thì phía trên nhá, đây như lúc nãy mình nói là phía trên này có nó thiết kế để mình móc cái dây đeo. Anh em muốn đeo trên người thì anh em có thể móc vào, còn không thì anh em xách tay này rất là tiện. Thì máy là dùng công nghệ IGBT Inverter. Thì công nghệ này nó sẽ tiết kiệm điện hơn, và IGBT thì nó sẽ chịu áp lớn hơn là dùng mốc phết nha anh em. Mẫu hàng nó cũng sẽ đẹp hơn. Còn đây là website của hãng, anh em có thể truy cập vào để tham khảo. Trọng lượng máy thì đúng 3 kg. Giờ mình sẽ tháo ra cho anh em xem nội thất. Máy dùng một bo nha anh em. Cục biến thế anh em nhìn đây, rất là to luôn. Anh em coi cái nhôm tỏa nhiệt rất là to nha anh em. Thì cái máy hàng cái nhôm tỏa nhiệt này á, nó rất là quan trọng. Thì
nhôm này nó rất là to thì nó sẽ giúp máy làm mát rất là nhanh nha anh em. Bo rất là dài và được hàng mối hàng thì rất là chắc chắn, rất là ok nha anh em. Giờ mình sẽ tháo luôn cái miếng này thì nó để ngăn cho hơi nó không bị thoát ra phía bên này, để nó thoát phía trong này để cho máy quạt nó hút ra cho nó nhanh nha anh em. Giờ mình sẽ tháo ra cho anh em nhìn phía trong luôn. Đây, phía trong này thì sẽ có hai cái tụ nha anh em. Mình sẽ qua cho anh em coi luôn cái thông số. Đây, 450V, 470 microfarad. Còn phía trên này á thì gồm có những con diode và IGBT. Thì có một con biến thế A này nha anh em. Phía trong này nè anh em, qua nhìn anh em xem. Phía trong này thì đây, phía này có một con IGBT, phía trong này cũng có một con nha anh em. Mình sẽ quay sau ở phía sau để anh em nhìn. Đây, còn có thêm hai con IGBT nữa nha anh em. Để anh em nhìn nhé, cái mạch đó nó làm rất là dài và sắc sảo. Giờ mình sẽ để như đây, rồi mình mang ra kéo thử quay 2.6, 3.2 và kéo 10, quay 4 liên tục cho anh em cùng tham khảo. Anh em nhìn trên tay mình đang cầm là một quay 2.6, một quay 3.2 và 10 quay 4 nha anh em. Giờ mình sẽ kéo trước quay 2.6. Rất là ngọt nha anh em. Giờ thì mình sẽ thử tiếp quay 3.2. Thì mình sẽ chỉnh dòng lại nha, 1.4 đi anh em. Ba ly 2 thì kéo hơi lao nên mình sẽ tua nhanh lên nha một tí nha anh em. Kéo rất là ngọt nha anh em. Giờ mình sẽ kéo liên tục 10 quay bóng cho anh em cùng xem. Đây là quay 4 ly nha anh em. Đúng là 4 ly. Giờ mình sẽ kéo. Quay bóng này mình sẽ chỉnh lên 160 nha anh em. Mình sẽ tua nhanh lên một tí chứ kéo này mà mình không tua thì nó sẽ hơi lâu nha anh em. Xong một quay rồi nha anh em. Anh em nhìn cái mối hàng á, nó bốc như thế á, thì máu hàng rất là ngáo nha anh em. Giờ mình sẽ thử luôn quay thứ hai. Tiếp tục quay thứ ba nha anh em.
Tới quay số 4 thì cái miếng giấy mình lót dưới này nó bị nóng quá nên nó bị cháy rồi nha anh em. Thì mình sẽ đan cái này nhé. Thì mình lót giấy thì mình sẽ đốt thêm một cây nữa rồi mình sẽ đổi qua gỗ nha anh em. Giờ đốt liên tục nên những cái miếng sắt nó rất là nóng luôn nha anh em. Giờ mình sẽ dập lửa rồi mình sẽ đổ qua vị trí khác, mình quay cho anh em xem tiếp tục năm cái tiếp theo. Mình gõ cho anh em xem đây. Món hàng rất là ngáo, rất là đẹp nha anh em. Mặt bên này nó kín rồi á nên nha, giờ mình sẽ hàng mặt bên này nha anh em. Thì mình sẽ đặt ra nha miếng pallet này. Chắc nó sẽ không bị cháy nha anh em. Hết cây thứ 6 rồi nha anh em, giờ tiếp tục sẽ là cây thứ 7 nha anh em. Mới hết qua số 8 mà mình thấy miếng pallet phía dưới nó cũng có dấu hiệu là chuẩn bị cháy rồi nha anh em. Vì đốt liên tục này nha, nó rất là nóng, cái thanh sắt này giờ rất là nóng luôn. Xong qua số 9 rồi nha anh em, máy vẫn đang hoạt động rất là bình thường. Anh em nhìn cái pallet phía dưới kìa, nó đã bốc khói rồi nha anh em. Chắc xong quay số 10 này nó cháy luôn quá. Chưa hết quay số 10 thì đã cháy rồi nha anh em. Cháy pallet nha, không phải là cháy máy rồi nha anh em. Mình đã kéo xong 10 quay nhưng mà do khúc cuối cái điện thoại mình nó quay liên tục nên nó bị nóng á, nên không có quay được cái khúc cuối nha anh em. Thì kéo liên tục nên cái thanh sắt rất là nóng, anh em nhìn cái miếng pallet nè, nó bị cháy luôn. Thì máy vẫn đang hoạt động rất là bình thường nha anh em. Dùng khá là ok. Thì anh em có nhu cầu mua về dùng gia đình hay là công trình thì đều rất là ok nha anh em. Mình quay sát cho anh em xem. Thì mình đã thử động thôi nha anh em, mới hàng lần thứ 2, thứ 3 vậy thôi. Thì anh em nhìn cái mẫu hàng thấy cũng rất là ok nha anh em. Bây giờ máy dùng công nghệ AGBT nên hàng mẫu hàng nó sẽ đẹp hơn dùng MOSFET nha anh em. Mình đã có review chi tiết về cái máy hàng Xcode này. Anh em có nhu cầu thì kết vào đường link mình có để dưới phần mô tả của video, hoặc liên hệ số điện thoại trực tiếp trên màn hình này. Anh em thấy mình chia sẻ hữu ích thì xin hãy like video, bấm nút đăng ký, bật chuông thông báo để ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Tạm biệt anh em.